Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình mới mua cái điện thoại iPhone X Max 11 Pro. Thấy mấy YouTuber kia review thì mình cũng mua về, mình cũng trước mình review thử. Đây. Đây, thấy chưa? Đây là mình mua phiên bản quốc tế mọi người. Cái này là của Apple Store. Ở trên Tokyo mình nhờ bạn mình đứng xếp hàng mấy ngày mới mua được á. Đây thì giờ mình review cho mọi người xem luôn này, máy mới luôn này. Giờ mình sẽ bóc vỏ ra. Đúng, hơi cao luôn nhỉ. Đỏ luôn. Đồ, nhìn mới lắm luôn. À, nhìn camera về chưa. Wow. Camera hay ghê á. 3 camera M. Mình thấy nó hơi lùi như này chứ. Nhưng mà rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp. Mọi người nhìn kỹ nha. Rồi. Kỹ không? Đẹp long lanh luôn. Đúng là Apple nó làm ra hay thiệt. Phía sau cái táo nó đặt trên giữa luôn à. Nhìn cân đối đẹp quá không? Mọi người thấy như thế nào? Mình để đây. Mình xem thử coi trên đây là nó bỏ gì mà. Tiếng Anh mình cũng đành đó. Con đi chi qua rồi đây. Cái đây bỏ sim. Đây là chiếc miếng dán mà cũng cần thiết lắm. Đây là cục sạc nhanh nè. Mình nghe trên mạng bảo cục sạc nhanh đây là. Của iPhone X thì không có nhưng mà iPhone này có. Đây. Đây là tay full dây sạc. Đấy, chỉ biết chỉ là đây. Bây giờ mình sẽ thử xem thử coi là mấy như thế này rồi. Kiểm tra thử coi mấy như thế này. Đấy. Nó nhìn màn hình đá. Cái màu nó như là nó khác hay không biết chưa. Cái màu nó này. Rồi lăng kính luôn. Mình định mua màu xanh nhưng mà bạn mình lên xếp hàng người ta mua hết rồi nên là phải mua luôn màu ấy, mua luôn màu gold này, nhưng mà cũng được, màu gold cũng được, không cái lỗi nào, mua đẹp. Hello, tiêu Việt mình này. Việt Nam mình chưa thấy đâu. Không thấy. Tôi muốn nói tiếng là người tiếng Việt. Chúng ta rồi này. Tiếp tục. Còn wifi. Wifi của mình là đâu? Cái gì quên mất đây. Mấy nhìn màn hình to quá. Nhìn phía sau à. Camera ở ngoài nhìn đẹp lắm. Nhìn quá mướt luôn. Sao mà không đúng đâu. Chiều.
chụp máy màn hình to cho trời. Đã luôn thiệt. Sẽ biết lâu wifi lâu dữ vậy. Đây là nhập mật khẩu sập trần trần. Không đúng à, cầm cái có liền không? Bạn có thể mất vài phút để kích hoạt iPhone. Trời, nhìn máy đẹp phải không? Thiệt. Màn hình đúng full luôn á. Mai mốt mà nó ra phiên bản mà loại mà của iPhone 12 mình sẽ mua tiếp iPhone 12 review luôn. Giờ là review iPhone 1 lúc. Cái này là mình đang thiết lập các ID này, nhận diện khuôn mặt. Ok. Nó ngoái kìa, mình cũng cần cái này đấy. Tìm mắt. Cho nó ngoái gì nhầm đeo, bạn để hoàn thành phần tròn. Ok. Mình sử dụng ấy. Nó nhận dạng khuôn mặt nó cười nhờ. Ok đó. Bấm vô không đồng ý nữa. Thoát ra nha. Đồng ý. Đó. Nó bảo thiết lập vô kia nó dính vô mé hay không. Vô nó dính vô mé á. Nó thiết lập vô mé á. Thiết lập xem
thì đọc xe đường thì đẹp nói lại qua hết. Camera đã cho tao ba cục camera. Bây giờ mình sẽ test camera thử nha mọi người. Camera nó này cho phép truy cập ứng dụng ảnh video luôn nè. Video cực nét luôn thiệt. Ảnh cực nét luôn. Ở trong một cực nếu không đây là phim to con nhỏ không bị lag không bị đồ gì luôn. Mấy cái dòng iPhone trước mình thấy như là nó bị lag liền, nhưng mà iPhone đây là không bị lag nè. Mình thấy một phát này nó hiện rõ luôn nè, hay không? Ok rồi, dạ thôi iPhone đây chỉ có dạ thôi chứ có khác gì đâu. Tăng lên pin Bluetooth Facebook này đem tên của. Bây giờ mình sẽ vào cài đặt chung, mình chưa vào cài đặt để mình coi phiên bản quốc tế hay phiên bản gì nhưng mà có lại không thôi giới thiệu iPhone này. Xiaomi series gì nè, iPhone Pro Max này phiên bản 13.0 nè. Dung lượng 512GB khả dụng. Mấy cái này mình cũng rành đấy. Ok. Thấy được. Bây giờ mình tạm dừng video ra nha mọi người. Hôm nào mình sẽ tranh thủ quay nhiều video cho mọi người xem. Bye bye.